Và chúng tôi cũng có thêm những cái thông tin được phản ánh từ phía các bạn thính giả, như là bạn thính giả Hoàng Anh báo tin là vành đai 3 trên cao qua bán đảo Linh Đàm đang ùn tắc kéo dài và có cả xe máy lưu thông len lỏi trong làn ô tô nữa, trong khi đường này dành ô tô thôi. Bạn Cường thì báo tin là trục đường Phạm Văn Đồng đoạn qua siêu thị Metro giao thông đông, đứng 20 phút rồi mà vẫn chưa thể di chuyển được. Đây là một lộ trình giao thông tiếp tục là chúng ta nên tránh nếu có cơ hội lựa chọn những lộ trình khác. Thính giả Nguyễn Dũng thì có than thở là hết Covid rồi mà sao chúng ta đi đông vui thế. Khi mà tình hình giao thông quay trở lại với trạng thái khó khăn thì cũng thực sự nó là một điều mà khiến nhiều thính giả cảm thấy tương đối là ngột ngạt. Như là buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay chẳng hạn, cũng có một cái lộ trình mà các bạn thính giả hầu như là ở nhiều nơi cũng đang gặp những cái điểm giao thông khó khăn, thậm chí là đứng im. Kim Mã hướng đi Đào Tấn, Liễu Giai ùn dài và các phương tiện đang chen nhau để di chuyển, không ai chịu nhường ai cả. Bạn Nam Lê có nhận định như vậy khi mà đi qua khu vực này. Bạn Trình thì báo tin là Chùa Bộc di chuyển được, hơi chậm một chút thôi, cũng không đến nỗi là quá ngột ngạt ở bên phía khu vực này. Đường Sa La đoạn qua khách sạn Mường Thanh xảy ra va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ, giao thông đông và di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Đường Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát, giao thông đông di chuyển khó khăn hướng đi về phía Lê Duẩn. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, giao thông đông di chuyển khó khăn hướng đi ngã tư Sở. Ở phía Định Công qua cầu Định Công vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Giải Phóng. Đây, tình hình sau dịch công ty ông thế nào rồi? Chi phí công nghệ căng quá ông ạ. Ôi, đã có VNPT với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ. Đâu chân là bước trên phố quen nơi. Đau thần kinh tọa là những bệnh lý nhiều người gặp phải. Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Hôm nay bạn đã chăm sóc sức khỏe, phát trên kênh Doi. Ban Nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho anh Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1983, địa chỉ ấp 4, xã Vinh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc Tòa án Nhân dân huyện Gò Quao đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữ nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thiên Long với bị đơn là anh Nguyễn Văn Hoàng. Nay tòa án triệu tập anh Nguyễn Văn Hoàng đến trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Gò Quao vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2020 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập anh Nguyễn Văn Hoàng đến trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Gò Quao lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2020 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2020 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Triệu tập anh Nguyễn Văn Hoàng đến trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Gò Quao lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2020 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2020 để tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc. Tòa án Nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho bà Đỗ Thị Thu Hai, sinh năm 1969, ông Bùi Văn Hòa, sinh năm 1966, anh Bùi Thanh Tâm, sinh năm 1992, chị Bùi Thị Thủy Tiên, sinh năm 1998, cùng địa chỉ ấp 1 xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp biết tòa án đã xét xử sơ thẩm việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tuyên bố giao dịch dân sự về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng ngày 1 tháng 2 năm 2018 giữa chị Hiếu Huỳnh Thanh với bà Đỗ Thị Thu Hai, ông Bùi Văn Hòa, anh Bùi Thanh Tâm, chị Bùi Thị Thủy Tiên là giao dịch dân sự vô hiệu. Nay tòa án buộc bà Đỗ Thị Thu Hai, ông Bùi Văn Hòa, anh Bùi Thanh Tâm, chị Bùi Thị Thủy Tiên có nghĩa vụ liên đới trả cho chị Hiếu Huỳnh Thanh số tiền 400 triệu đồng. Không chấp nhận yêu cầu của ông Đỗ Ngọc Đở về việc yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất diện tích đất 287,5m2 thuộc thửa 498 tờ bản đồ số 12 đất tọa lạc tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bà Đỗ Thị Thu Hai có quyền đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký cấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Về án phí, bà Đỗ Thị Thu Hai, ông Bùi Văn Hòa, anh Bùi Thanh Tâm, chị Bùi Thị Thủy Tiên phải liên đới chịu 20 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Bà Hai, ông Hòa, anh Tâm, chị Tiên có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt theo quy định pháp luật.
VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội. Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư. Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm. VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu. Điều khiển các cơ mặt. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật. Kỳ họp lần này được đánh giá là thành công và đổi mới, tối giản về phương thức thực hiện khi lần đầu tiên tiến hành họp trực tuyến. Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam, sự kiện ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và ngược lại. Bắc Giang xuất khẩu lô vải đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc truy tố hai công dân Canada với cáo buộc thu thập bí mật thông tin tình báo quốc gia của nước này. Phía Canada cho rằng hành động của Trung Quốc nhằm trả đũa việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei hồi cuối năm 2018. Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu họp thượng đỉnh trực tuyến về kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19, thảo luận về gói kích thích kinh tế lên tới 750 tỷ euro. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã bế mạc vào chiều nay. Dự lễ bế mạc có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Chính phủ, các cấp các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân để có các giải pháp thiết thực hơn để tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét thảo luận